Nó hơi lạc, thêm một ít nước mắm. Hồi nãy mình có hai muỗng canh này ha, giờ thêm khoảng một muỗng nữa, muỗng ăn cơm đó nha các bạn. Quê mình kêu muỗng canh chứ quen muỗng ăn cơm. Rồi mình đẩy nắp lại, mình lại dặn lửa nhỏ mình có thể đẩy nắp được nha các bạn, nó mới mềm. Còn lửa lớn thì nó sẽ trào cái nước dừa ra. Khoảng 10 phút nữa thì khoai nó mềm. Các bạn ơi, khoai nó đã mềm rồi nha. Bây giờ còn những cái cuối cùng mình thả vô nè. Vì có mấy em bé cho nên là ớt mình để cho phút cuối thôi. Chứ để vô lâu quá cái nó cay nó ăn không được. Rồi bây giờ anh bỏ cái củ hành vô nữa là xong. Củ hành có một số người thích ăn ăn nó còn cay cay ra the các bạn. Nhưng có số người thích để mềm. Mình thì mình sẽ nấu trong vòng khoảng vài giây cho nó đừng có vị cay quá, nó ra cái nước ngọt chút. Đó, món ăn của mình tới đây cũng như là nó là tương đối hoàn thành rồi đó. Mình để nắp lại khoảng khoảng một phút đi nha các bạn, cho cái củ hành nó mềm chút rồi là cái như là xong. Để nắp lại để nó chào nước dừa. Các bạn ơi, sau một phút này thì củ hành nó đã có vài giọt nước cốt dừa, mình phải chế vô, tắt lửa rồi nha các bạn, mới chế nước cốt dừa vô nha. Thơm béo ngon cực kỳ. Bây giờ mình sẽ trình bày nó tôm nha. Các bạn ơi, món cà ri dê đã xong rồi các bạn ơi. Ăn thử coi còn thấy ngon không? Ngon lắm nữa rồi. Ăn thử đi, hai đứa ăn thử coi. Ngon không? Ngon không? Rồi, ăn thử coi, ăn thịt coi. Ăn mì mà. Chừng lắm nha con, từ từ. Ngon lắm ba. Chị My ăn thịt đi chị My. Dạ. Dạ. Ăn đi con, ăn vô. Thịt ngon quá, thịt dê ngon quá, để vô cho ở một miếng nha. Ngon một miếng nữa. Ngon quá, nhìn quá ngon quá thơm. Ngon quá. Coi nguyên cục luôn. Chờ về dễ ra. Ngon quá ba. Ngon không? Ừ. Cái này con phải cắn cái gân mày xem được. Ngon quá, ngon quá. Rồi, ngon quá thôi, chắc mình phải nhập lại thôi. Mình xin tạm dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau nha. Xin chào các bạn.